khi một người đang dần dần bị kéo vào thế giới ác quỷ, gần như không có gì có thể ngăn cản được chuyện này, không có một cách nào có thể giải quyết được. Bởi vì kể từ giây phút người đó bước vào thế giới ác quỷ, họ sẽ bắt đầu quên hết mọi thứ về cuộc đời trước kia của mình. Và bởi vì họ không thể nhớ ra điều gì, họ cũng sẽ không có bất cứ ý định nào về việc trở lại dương thế. Có một cách duy nhất có thể cứu vãn tình hình, đó chính là nếu người đó còn giữ một kỷ vật của người thân thuộc, thì vật đó giúp họ nhớ về cuộc đời trước đó của mình. Chỉ có như vậy mới khiến con đường để họ trở về không bị khép lại hoàn toàn và mãi mãi. Nhưng tại sao chúng ta lại nói về chuyện trở lại chứ? Chị không thể để Rocky phải rơi vào đó đâu. Chỉ cần chúng ta có nước thánh này thì chị sẽ giữ Rocky ở lại đây được, phải không? Khi sức mạnh của ngọn lửa địa ngục bắt đầu lôi kéo một người vào thế giới kia thì không gì có thể kéo họ trở lại dương gian. Không một ai trên thế giới này có thể cứu giúp người đó. Anh phải đi tới thế giới ác quỷ thôi. Giờ không ai có thể ngăn cản được việc này. Có một cách duy nhất có thể cứu vãn tình hình, đó chính là nếu người đó còn giữ một kỷ vật thuộc về người vô cùng thân thuộc đối với họ. Rocky! Vậy bây giờ mình phải để Rocky cầm một vật gì đó thuộc về một người vô cùng thân thuộc với anh ấy. Rocky, anh hãy cố gắng chờ một chút nữa thôi. Chờ em.